bộ phim Huynh Thành Tuyết. Tập 37. Khoan đã. Mưu trưởng lão, sao trong rượu của tân lang tân nương lại không có thứ đó? Uống rượu thì cứ uống đi. Ông muốn bỏ cái gì chứ? Đồng tâm hoàng. Ngươi là người ngoài nên không biết thôi. Theo như quy định trong phường thêu, người đàn ông nào bước vào phường là thợ thêu, hoặc là cưới cô nương trong phường làm thê tử, để phải uống đồng tâm hoàn để thể hiện trung thành với thê tử và phường thêu. Nếu không, đôi tay của ngươi cũng sẽ có kết cục giống như Ái Dũng. Ngươi còn nhớ không vậy? Nhưng nếu như Miêu trưởng lão đã quên chuẩn bị, thì ta có đem theo một viên. Ông cũng biết rõ phường chủ của chúng ta là người nóng nảy. Lúc Từ Hận gia nhập vào phường thêu, nó đã cho hắn uống một viên rồi. Khi quyết định thành thân thì uống viên thứ hai. Mọi người đều biết đồng tâm hoàng không thể uống quá hai viên, cho nên ta không dám làm phiền Ngô trưởng lão. À, cô, sao người nói ra chuyện này chứ? Người làm con thấy xấu hổ quá. Ngô trưởng lão, thành thật xin lỗi ông nha. Đồng tâm hoàng của ông cứ để sử dụng lúc con gái ông thành thân đi ha. Nè, ông không phải trung nguyên của tục náo đầu phòng sao? Không náo là không may mắn đâu nghe. Bây giờ ta nhập gia tùy tục nên không cần náo tân phòng. Hơn nữa, đêm xuân ngắn ngủi. Ha, bọn ta phải làm chuyện quan trọng, các người về đi. Về đi, nhá. Về lắm. Nè, ta đã nói với Miêu trưởng lão rồi. Chúng ta chỉ giả thành thân thôi. Ha, ngoài mặt ân ái, sau lưng nước sông không đụng nước giếng. Ngươi đừng nằm mơ nữa. Ta nói ngươi biết, nếu không phải cô ta cầu xin, còn lâu tôi mới thành thân giả với ngươi đó. Ta nói ngươi biết nha, ta là trời, ngươi là đất, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới sàn. Nếu dám đụng tới ta, ta không khách sáo với ngươi. Được thôi, ta đang chờ cô nói câu này đó. Tại sao lại để cái này ở đây? Đây là phong tục của người Miêu. Để giày của trẻ con lên trên giường hỉ, ngủ ý trẻ con giảm lên trên giường, con cháu đầy đàn. Tuy chúng ta là vợ chồng giả, nhưng mà vẫn phải đóng kịch cho người ta coi chứ. Nè, ngươi làm cái gì vậy? Nổi nóng với ta làm cái gì chứ? Sau này đừng để cái đó ở đây nữa. Ta muốn quên cô ấy. Cô ấy? Cô ấy là ai? Là vợ của ta. Cái gì? Người có vợ rồi? Ta còn có con trai nữa. Nó vừa mới chào đời. Người giỏi lắm Từ Hận. Người đã có vợ rồi, có con trai luôn rồi, người còn dám gạt ta, còn muốn cưới ta nữa hả? Ai gạt cô chứ? Chính cô ép ta thành thân mà. Hơn nữa, chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi, sớm muộn cũng chia tay. Ta có vợ hay không liên quan gì tới cô? Vậy ngươi cũng không thể có vợ con thật. Ta nói rồi, ta muốn quên cô ấy. Nếu như cô không vui, cô cứ giết ta. Cô ở trong phòng chăn ấm nệm êm, ta ở ngoài này nằm ngủ dưới đất. Nước sông không đụng nước giếng.
Ta muốn yên tĩnh một chút, cô đừng kiếm chuyện nữa. Đêm động phòng qua chút mà cậu ở đây làm gì? Lỡ như người khác thấy, không nghi ngờ mới lạ đó. Ta thấy chỉ của bà muốn biết ta ở đâu thôi, chứ người khác không hứng thú đâu. Đúng rồi, lúc trước cậu đã từng nói cậu có một người bạn nhìn rất giống với Ngọc Phượng. Vậy tuổi của họ có bằng nhau không? Chắc cũng gần bằng nhau, nhưng mà tính tình hoàn toàn khác nhau. Cô ta ở đâu? Bà hỏi chuyện này làm gì? Tại vì ta cảm thấy cô ta và Ngọc Phượng rất có duyên. Cậu và cô ta có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là quan hệ nam nữ? Sao hả? Ta đoán đúng rồi sao? Bà suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nè, Từ Hận. Có chuyện gì nữa? Người bạn của cậu còn người thân hay không? Cuộc sống có tốt không? Cô ấy có một người bạn thân như tỷ muội, chắc là cuộc sống rất tốt. Đúng rồi, nãy giờ bà đã hỏi ta, bây giờ tới ta hỏi bà đi. Bà có biết một nữ thợ thêu tên là Từ Cẩn không? Từ Cẩn? Sao hả? Bà quen bà ấy sao? Ta từng nghe nhắc tới, nhưng mà 20 năm trước đã đi rồi. Bà biết chuyện về bà ấy không? Ta nhớ trưởng lão các người từng nhắc tới bà ấy. Ta cũng không nhớ nữa. Tóm lại cậu còn ở đây 3 tháng mà, cậu vẫn có thời gian tìm hiểu về bà ấy mà, không phải sao? Bà nói cũng phải. Ở Thần Tú Phường, tốt nhất cậu nên bớt tò mò, như vậy sẽ tốt cho cậu. Vậy sao? Nhưng tại sao ta thấy Miêu trưởng lão còn tò mò hơn cả ta nữa? À đúng rồi, vết thương lần trước trên tay bà rất nặng, bà nhớ thoa thuốc đó. Đa tạ cậu đã quan tâm, cũng đa tạ cậu vì đã giúp Ngọc Phượng. Ta không phải vì Miêu Ngọc Phượng, mà là vì một người mẹ đáng thương. Cái gì? Vào đêm động phòng mà Tân Lan lại lang thang ở bên ngoài, bỏ mặt Tân Nương ở lại một mình sao? Nhưng mà nhìn phường chủ và cái tên Từ Hận đó cũng rất ân ái mà. Vào đêm động phòng, hai người có chung giường hay không thì có ai mà biết được chứ. Ông nghi ngờ họ giả vờ thành thân hay sao? Ta không có nghi ngờ, mà ta khẳng định là chính miệng Từ Hận đối với Miêu Thanh. Còn nữa, tên Từ Hận đó đã đi hỏi thăm chuyện cũ của Từ Cẩn. Chuyện này không hề đơn giản đâu nghe. Sao buổi trưa lại ăn đồ ngọt vậy? Đây là bữa cơm đầu tiên mà phường chủ ăn với cô gia. Theo quy định của chúng tôi là phải ăn đồ ngọt. Các loại bánh này đều là có đôi có cặp, ngụ ý vợ chồng ngọt ngào, ấm áp hòa thuận. Ở chỗ của ta sau đêm động phòng, sáng hôm sau người vợ phải dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng. Làm gì có chuyện được ăn bánh trái với chồng của mình được chứ. Tiểu Bình, đem phần của cô gia sang một bên đi. Nhưng mà bữa cơm đầu tiên của vợ chồng thì phải ăn chung với nhau mới may mắn. Đây là quy định ở quê của cô gia, vợ chồng không ăn chung. Cứ nghe lời của hắn đi. Hơn nữa, ta là trời, hắn là đất, đương nhiên ta phải ăn trên bàn, hắn ăn dưới đất. Nhưng vậy cũng tốt thôi, dù sao thấy mặt cô ta, ta cũng không muốn ăn. Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta đột ngột tới thăm, nếu như vợ chồng họ không ăn cơm chung thì sẽ biết phường chủ và Từ Hận có lừa gạt chúng ta hay không. Nếu như bọn họ thật sự là vợ chồng giả, phường chủ và Miêu Thanh đã thông đồng với người ngoài, lừa gạt thần linh, lừa gạt cả tộc. Vợ chồng mới cưới thì phải thân mật chứ, làm gì có chuyện kẻ trên người dưới, không chịu tới gần nhau nửa bước. Đứng lại.
Ngươi vừa mới nói Phương chủ và Từ Hận như thế nào? Không có sao hết. Họ thế nào hả? Nói mau. Tôi nhất định phải tới đó coi thử mà được. Hả? Ăn thêm nữa đi. Hai người họ rất ân ái mà. Ba vị trưởng lão tới đây có chuyện gì? Không lẽ tới nhìn vợ chồng chúng tôi ân ái sao? Xem ra ba vị trưởng lão tới đây là có chuyện muốn nói với vợ chồng ta. Trong đêm động phòng, như bỏ tân nương ở trong phòng để ngủ ngoài hay sao vậy hả? Trong đêm tân hôn, ta làm khó huynh ấy. Ai mà ngờ huynh ấy không thể vượt qua thử thách. Đều tại huynh hết, sao mà huynh ngốc quá. Đúng vậy, cũng may ta gặp cô mới cầu xin bảy giúp. Nói dối mà không chớp mắt. Buổi tối hôm qua, ngươi và Miêu Thanh không nhắc tới chuyện làm khó tân lang, mà các người nói ở Tôi Châu có một người có ngoại hình giống như phường chủ. Ngươi còn thường hỏi thăm chuyện của người khác nữa. Nói, ai đã phái ngươi tới đây? Tại sao ngươi giả thành thân với phường chủ? Sau lưng ngươi có nhiều bí mật như vậy. Các người đang có âm mưu gì hả? Nói mau. Thái trưởng lão, hình như ông nghĩ nhiều quá rồi. Quả thật ta có một người bạn, người đó có mấy phần giống với phường chủ. Nhưng mà thiên hạ rộng lớn, nhiều người có ngoại hình giống nhau, thì có gì là lạ chứ. Ta nhớ lúc ta còn ở Tô Châu, ta cũng gặp được một người giống Thái trưởng lão tới 7-8 phần. Để ta nhớ lại coi, rốt cuộc người đó làm nghề gì đây? Là đồ tể. Đồ tể hả? Còn nữa. Thôi đủ rồi. Tại vì bọn ta không biết vợ chồng phường chủ có hòa thuận hay không, cho nên mới thất lễ mạo phạm. Bọn ta xin phép cáo lui. Đi thôi. Con không về đi. Cô. Thái Thiên Bảo đã để ý các con rồi, nhớ cẩn thận đó. Ê, con chim này là của bà hả? Lúc nãy bọn họ chặn Tiểu Bình trên hành lang để hỏi chuyện. Ta biết bọn họ tới kiếm chuyện, cho nên kêu Tiểu Bạch Điểu tới báo với hai người. Đúng rồi, ở Tô Châu có một cô nương có ngoại hình giống y hệt ta sao? Đúng vậy, đó là Bộ Dân. Cô ta là nha hoàn của một phú hộ, nhưng khóe mắt cô ấy không có nốt ruồi, tính tình hiền hơn. Thì ra là một nha hoàn. Ê, ngươi nói vậy để chọc tức ta đó hả? Tin hay không tùy cô, dù sao Miêu trưởng lão cũng tin mà. Cô. Người tin hắn hả? Ta chỉ tò mò thôi. Nè cô, vậy chúng ta kêu Tự Hận dắt chúng ta về Tô Châu một chuyến đi, để có cái người người nhà của hắn đó. Sẵn tiện cô cũng muốn coi thử cô nha hoàng kia giống con tới mức nào. Muốn đi thì cô đi, đừng có lôi kéo tôi vào. Ê, hắn làm sao vậy? Cô tới chỗ này làm gì? Đây là cách thiêu gì chứ? Bà tính gạt ta hả? Không phải. Không phải cái gì? Nói đi. Loại hoa văn như ý, hoa khiên ngưu đều được kết thúc ở đuôi kim. Ta cần bà dạy ta nữa sao? Lúc ta còn ở trong cung. Phải, ta cũng biết.
Ta biết bà là thợ thêu ngự dụng gì được xuất cung. Vậy thì sao? Bà vẫn phải tới hàng gia ta để kiếm miếng cơm đó thôi. Cô hiểu lầm rồi. Ta hiểu lầm cái gì? Nếu không thích thì đừng tới chỗ này kiếm việc vặt. Vậy đi, ta không tiễn. Ta không phải có ý đó. Trời ơi, vậy thì bà có ý gì đây? Nói trắng ra là tại vì hàng gia thấy bà tội nghiệp, chứ không lẽ xưởng theo hàng gia còn sợ thiếu người sao? Thứ đồ tiện hại như vậy quăng ra ngoài đường cũng không ai thèm lượm. Thật không? Nguyên Nguyên, không nói thì cô không hiểu. Sợ cô ra ngoài lại bị người ta cười đó. Đỏ tới cực điểm quá thành xám. Chẳng lẽ cô không thấy màu đen và màu xám là theo chồng từng lớp từ màu đỏ son hay sao? Cành lá hoa văn thì chi tiết, ngoại trừ tay nghề thì còn cần có sự khéo léo. Cô cho rằng mẫu theo hoa văn hình thoi này là cách theo tầm thường sao? Đây chính là hoa văn ngự dụng, chuyên dùng để theo giải gấm nhung đó. Ếch ngồi đáy giếng. Cô, mình về thôi. Bây giờ tiến bộ rồi, nhưng mà cũng đã trễ. Cô, sao người lại tới đó? Người nói đi, tại sao người lại tới hàng gia để làm việc giặt chứ? Nếu tụi nó còn biết thì còn có cho ta đi không? Đương nhiên là không. Bây giờ đang yên đang lành, người lại tới đó để bị sỉ nhục. Ta không quan tâm chuyện đó. Người không quan tâm, con quan tâm. Tại sao người của Giang gia lại bị cô ta sỉ nhục? Ít nhiều gì người cũng từng là thợ thêu ngự dụng trong cung mà. Thợ thêu ngự dụng suốt cung rồi cũng phải kiếm ăn. Ăn uống ngủ nghỉ cái gì mà không cần tiền? Con không cho người ăn hay là không cho người tiền xài? Con không bạc đãi ta. Vậy sao người lại tới hàng gia? Con bạc đãi Niệm Tổ. Niệm Tổ, nó có bị bỏ đói đâu chứ? Con còn là con người không? Niệm Tổ càng ngày càng lớn, con không thể quăng nó ở nhà nhũ nương suốt đời được. Chuyện đó có gì mà không được? Giang Gia Nguyên, con làm ta thất vọng quá. Ta biết con không thương đứa bé này, nhưng cho dù nó như thế nào, nó cũng là cốt nhục máu mủ của Giang gia ta. Con nói đi, sau khi con đưa nó cho nhũ nương, người mẹ như con tới gặp nó được mấy lần? Nhũ nương sẽ quan sát thái độ của con, thấy con không thương Niệm Tổ, bà ta cũng sẽ không thương nó, không cho nó bú đúng giờ. Cho nên có nhiều đêm Niệm Tổ thường xuyên đói bụng, thậm chí trên người nổi mẩn, bà ta cũng không lo. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cũng chướng mắt. Con biết bà ta nói sao không? Bà ta nói dù sao thằng bé này không có cha, mẹ nó cũng không thương, cứ tùy tiện nuôi dưỡng là được rồi. Bà ta nói vậy thật sao? Đúng, bà ta nói như vậy đó. Ta cũng không muốn nói con biết, bởi vì ta biết con không thích nó. Nhưng ta là bà cô của nó, ta làm sai chỗ nào? Ta chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, đợi sau khi nó cai sữa ta rước nó về để yêu thương nó, chăm sóc nó. Không lẽ ta làm vậy là sai sao? Bánh quay chẻo của ông chủ Khổng vừa thơm vừa giòn, ngon quá trời luôn. Ê, sao thằng bé khóc lớn quá vậy? Phải đó, hình như nó đói rồi, mau cho nó bú đi. Kệ nó đi, để cho nó khóc, khi nào mệt thì nó sẽ tự ngủ thôi. Đúng rồi, mẹ nó không cần nó, mấy người chúng ta quan tâm nó làm gì? Chứ còn gì nữa. Nghe nói là ông chủ Khổng. Niệm Tổ, nè, Niệm Tổ đừng khóc nữa, nín đi ha. Đại phu à, đại phu, nhờ ông giúp giùm ta, con của ta bị bệnh rất nặng. Thứ lỗi nha, ta đóng cửa rồi, ngày mai cô hẳn quay lại đây đi ha. Đại phu à, coi như ta xin ông, những tiệm khác đều đóng cửa, ông chữa giùm nó có được không? Thôi được rồi, cô vào đi. Cô yên tâm, thuốc uống vào thì ta đảm bảo con trai của cô sẽ không còn bệnh nữa. Tốt quá rồi. Số thuốc này tổng cộng bao nhiêu tiền? Không có tiền hả? Ta... Thôi ra ngoài đi. Không có tiền mày đòi đi kê thuốc tốt nhất? Không có tiền thì đi về. Đại phu à, hay là ông chờ ta một lát, bây giờ ta về nhà lấy tiền đem tới đây ngay. Ta phải ra ngoài ngay, bây giờ không có rảnh đứng đây nói chuyện với cô. Ngày mai cô quay lại đi.
bệnh của con ta không thể kéo dài nữa. Muốn chữa liền thì phải có tiền. Cô tới tiệm thuốc khác giùm đi. Không, đại phu à, nhiêu đây tiền đủ chưa? Đủ, đủ chứ. Nè à. Trẻ con bị bệnh không thể kéo dài, ta mua số thuốc này cũng vô dụng, không bằng ta cho cô. Coi như ta mượn cô, tổng cộng bao nhiêu tiền, lát nữa ta về nhà lấy tiền trả cho cô. Hàn Cảnh Trân, cô muốn làm gì? Trời ơi, tự nhiên tay của ta bị run, làm cho thuốc rớt xuống đất, ta đâu phải cố ý. Dừng lại. Nguyên Nguyên, cha. Hàn Thúc. Giang Gia Nguyên à. Phương đại ca, sao huynh lại tới đây? Ta tới tôi cho làm chút chuyện thôi, không ngờ là tình cờ gặp cô ở đây. Gần đây cô khỏe không vậy? Ừ, đứa bé này là... là con của cô ta với Từ Hận. Chúc mừng cô nha. À phải rồi, để bữa nào rảnh rỗi Phương đại ca sẽ chuẩn bị cho cô quà thành thân và quà gặp mặt của đứa bé nha. Phương đại ca, huynh không cần khách sáo. Cảnh Trân, còn qua đây. Dạ. Lúc nãy con và Nguyên Nguyên đang làm gì vậy? Ờ, con đang giỡn với Nguyên Nguyên thôi mà. Thiên Vũ, chuyện gì vậy? Người ngồi trong kiệu chắc chắn là vợ của Quỳnh ấy. À, không có gì hết. Quỳnh gặp lại người quen bà thôi. À, cô ta cũng tới Tô Châu làm gì? Mấy ngày nay không gặp, chắc thằng bé cũng đã lớn hơn chút rồi. À, đây, để ta ẵm một cái nha. Ờ, à, không, không cần đâu. Thằng bé đang bị bệnh. Bị bệnh? Chuyện này là sao hả? Có bệnh nặng lắm không? Không sao, con sẽ chăm sóc nó. Con về trước đây. Ê, Nguyên Nguyên. Nè Nguyên Nguyên, Con cầm lấy đi. Đa tạ Hàn Thúc. Thằng bé đang bị bệnh nặng như vậy mà con còn đứng ngoài đường sỉ nhục hai mẹ con của Nguyên Nguyên, rốt cuộc con có lương tâm không vậy hả? Trời ơi, lão gia, bỏ đi mà. Con không quan tâm người ngoài nhìn hàng gia chúng ta như thế nào. Con làm như vậy, người ngoài sẽ nói chúng ta không ra gì hết. Hơn nữa, ông chủ Phương còn đang ở đó. Con ăn hiếp một người đàn bà đang ẵm con thơ, người ta sẽ nghĩ cha con mình thế nào đây? Con còn đang tức nè, làm sao con biết được cha và Phương Thiên Vũ đó sẽ cùng nhau trở về Tô Châu chứ? Con còn muốn cãi lại nữa hả? Cha, tại cha không biết đó thôi. Sau khi cha đi Quảng Châu, Giang Gia Nguyên đó giống như đã nghèo rớt mồng tơi rồi. Năm lần bảy lượt tới đây kiếm chuyện, cứ khăng khăng đòi lại xưởng thêu. Con với mẹ... Trời, đúng vậy, vì bảo vệ xưởng thêu mà ta và Cảnh Trân đã vất vả lắm. Không phải cô ta không có tiền, tại cha không biết thôi. Lúc cô ta tới đây còn dắt theo người nữa kìa, làm nhà chúng ta rối ren lộn xộn, lòng người hoang mang. Cha không ở nhà, cũng may con với mẹ phản ứng nhanh, tìm cách dàn xếp với đám người đó, cho nên họ mới im lặng bỏ về. Mẹ, con nói đúng không? Đúng. Giang Gia Nguyên đó thấy cứng rắn không được thì lại xuống nước, ẵm con cô ta tới đây khóc lóc, không đòi tiền thì cũng đòi xưởng theo, làm cho hàng xóm xung quanh chỉ trỏ hàng gia ta. Cha coi, cô ta dùng biện pháp vậy không phải để nói xấu hàng gia chúng ta rồi đòi lại xưởng theo sao? Cha, cha coi loại người như cô ta đáng sợ biết bao nhiêu chứ. Tóm lại Giang Gia Nguyên là một người quỷ quyệt, có đúng vậy không? Chứ còn gì nữa. Đúng là ăn nói hàm hồ. Giang Gia Nguyên có thể dùng chiêu trò gì ta thừa biết, hai mẹ con các người có thể dùng chiêu trò gì thì ta càng hiểu rõ hơn. Đừng có tưởng ta không ở Tô Châu thì không biết cái gì. Giang Gia Nguyên không bao giờ làm như vậy. Bà đó, bà luôn chịu nói thế nào cũng được, nhưng đừng có coi ta là tên ngốc. Bà kêu Hàn Cảnh Trân đừng có làm hàng gia mất mặt nữa. Giang Gia Nguyên chăm sóc con một mình, A Hận không ở bên cạnh nó đã đủ đáng thương lắm rồi. Các người có thể đừng kiếm chuyện với nó được hay không? Cha,
cha nói Gian Gia Nguyên đáng thương. Con nói cho biết nha, cô ta cố tình ẵm con ra ngoài đường khóc lóc thảm thương, để cho người khác thương hại mẹ con cô ta, để người ta cảm thấy chúng ta ăn hiếp mẹ quá con coi. Mẹ quá con coi cái gì chứ? Ai cho phép ăn nói bậy bạ như vậy? Từ Hận còn sống khỏe mạnh, còn nói như vậy chẳng khác nào trù nó. Từ Hận đã bị Gian Gia Nguyên khắc chết từ lâu rồi thì còn cần trù éo cái gì? Phải đó, Từ Hận đúng là đáng thương. Hắn đã sớm bị... Con nói cái gì? Cha... Con nói Hận như thế nào? Không lẽ cha không biết sao? Nói Gian Gia Nguyên là đồ sao chổi. Sau khi Từ Hận theo cô ta tới Dương Nam bị cô ta khắc chết, cha không biết hay sao chứ? Lão gia nhà ta thế nào rồi? Hàng lão gia đi từ Quảng Châu về Tô Châu, đường xá xa xôi, dãi nắng dầm mưa, có thể nói là rất cực khổ. Bây giờ lại nghe thấy chuyện gì không vui, cho nên nhất thời khí huyết công tâm nên bị ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày á sẽ hồi phục nguyên khí thôi. Bây giờ bà kêu người theo tôi đi bốc thuốc, uống vài thang thuốc là sẽ khỏi. Đa tạ đại phu. Được khách sao? Lão gia không sao đâu hả? Ê, Cảnh Trân à, Cảnh Trân. Sao vậy mẹ? Con dắt theo hai người đi bốc thuốc với đại phu đi. Chuyện này cũng bắt con đi nữa hả? Đây là cha của con. Thôi được rồi, con đi bốc thuốc, lát nữa con về. Ê, đi theo ta. Hai cái con nhà đầu này, vừa nhìn thấy tên Phương Thiên Vũ đó tới thì trong lòng không yên rồi. Trời ơi, nữ sinh ngoại tộc, hết thuốc chữa. Tỉnh rồi hả? Ôi, lão gia. Lão gia, ông thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn chưa? Nè, có chuyện gì ông cứ nói với ta hả? Ông thấy có chịu chỗ nào ông nói cho ta nghe. Ông lại làm sao nữa? Ông đừng có hù ta mà. Ra ngoài. Hả? Nói cái gì? Ra hả? Ngoài. Tôi muốn ở một mình cho yên tĩnh. Trời ơi, ông hãy để cho ta ở đây chăm sóc cho ông đi. Có vậy tôi mới cảm thấy yên tâm. Ra ngoài. Ra ngoài. Ta muốn yên tĩnh một mình không được sao? Được rồi, ông bình tĩnh, bình tĩnh nha. Đừng có nổi nóng. Ta đi ra ngoài, ta sẽ ra ngoài ngay. Nếu như ông cần cái gì thì cứ kêu ta nha. Đi, chúng ta ra ngoài. Báo ứng tới rồi. Ông trời đang trừng phạt ta. Nhà họ Hàng Nam Đinh ít ỏi, khó keo dài hương khói. Đây là lỗi của ta. Tại sao lại báo ứng lên đời con cháu chứ? Con trai đáng thương của ta, đứa cháu đáng thương niệm tổ, đứa cháu đáng thương của ta,
Tâm Linh à. Lần này tới Tô Châu, đường xá xa xôi chắc bụi đã mệt lắm rồi. Bụi coi, bụi mệt tới nỗi bệnh luôn rồi. Vậy mà bụi còn không nghỉ ngơi, còn theo thua cái gì nữa. Ê, để đây đi. Bụi còn không nghe lời, không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, lần sau huynh sẽ không dắt bụi đi theo đâu. Bụi theo chơi một chút thôi, bụi biết rồi, lần sau không dám. Nè, uống đi. Ừ. Nếu như mùi muốn học cách theo Tô Châu thì huynh sẽ nhờ người mời thợ theo về đây dạy cho mùi ha. Ừ? Được đó. Thiên Vũ à, huynh thật sự quyết định mở xưởng theo của Thiên Ký ở Tô Châu, sau đó mời các thợ theo tham gia cuộc thi thợ theo đệ nhất sau. Mùi cảm thấy chỗ này ngọa hổ tàng long, những người mà chúng ta chọn có khi nào không thể đánh bại họ không? Huynh không có chuẩn bị thì sẽ không tham gia. Chúng ta sẽ tìm được một người thích hợp để giúp chúng ta. Lần này Ninh Dương tổ chức cuộc thi theo thùa quy mô rất lớn. Ngày nói nếu nhà chiến thắng thì sẽ được đặc cách chỉ định trở thành xưởng theo cung cấp cống phẩm. Nếu như Thiên Ký muốn phát triển thì nhất định phải ra khỏi Quảng Châu. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Lần này Đông Sơn tái khởi thì nhất định phải nắm chặt cơ hội này, không thể bỏ lỡ đâu. Sự nghiệp của huynh ngày càng lớn, nhưng mà muội lại không biết tranh thủ, không thể nào sinh con cho huynh. Sau này không ai chia sẻ gánh nặng với huynh, giúp huynh phát triển Thiên Ký. Muội coi muội là như vậy rồi. Hàng lão gia nói sẽ mời một vị thần y ở Giang Nam cho mình là Tô Thần Y. Mấy ngày nữa huynh sẽ mời ổng tới đây khám cho muội được không? Thần y đó có giỏi tới như vậy không? Hàng Kính Đình nói thần y trị cho Hàng phu nhân xong, qua năm bảy sinh ra Hàng công tử rồi. Muội phải khám thử để mà biết đúng hay sai chứ. Hả? Được rồi, huynh nói được là được. Tóm lại chuyện gì muội cũng nghe huynh, nhưng mà huynh cảm thấy ông Hàng Kính Đình đó sẽ ủng hộ huynh mở xưởng thêu ở Tô Châu hay sao? Muội yên tâm đi. Hả? Huynh sẽ không gửi hết hy vọng vào Hàng gia đâu hả? Nè lão gia. Ừ? Có người tới cầu kiến. Là ai vậy? Dạ. Nè uống đi, huynh đi chút rồi về thôi. Ừ. Đi thôi. Dạ. Hàng tiểu thư. Đại hưởng. Xin lỗi nha, lão gia nhà tôi nói trễ quá, lão gia và phu nhân phải nghỉ ngơi, không có tiện tiếp khách. Hay là cô về trước đi. Đại hưởng. Hàng tiểu thư, còn có chuyện gì không? Người nói với lão gia ngươi, nói là cố nhân gia gia nguyên cầu kiến. Đại hữu à, sao vậy? Ngươi đang nghĩ gì đó? Sao chưa ngủ đi? Lão gia, lúc nãy có người tới nói là nói cái gì? Giang Gia Nguyên hẹn gặp người ở Phẩm Minh Lâu. Có thật không vậy? Dạ thật. Vậy ta ra ngoài một lát, nếu phu nhân có hỏi thì nói ta lập tức đi về ngay, ta có việc gấp. Dạ. Cuối cùng cũng gặp được huynh. Là cô sao? Không phải ta đã nói là trời tối rồi không tiện gặp khách. Ta biết mà. Vậy sao cô không về đi? Đây là đồ ta thêm, huynh coi thử có thích không. Đa tạ. Người đâu? Xin lỗi, ta có hẹn gặp bạn, hôm khác sẽ tới bái phỏng, xin thất lễ. Giang Gia Nguyên không có ở Phạm Minh Lâu. Ừ. Huynh thất vọng hả? Cô, sao huynh không thể gặp ta? Còn cô ta thì huynh lập tức đi ngay. Khiến Hàng tiểu thư phải chê cười, ta quả thật có hẹn gặp bạn nói chuyện, xin thất lễ. Vương Thiên Vũ. Hàng tiểu thư còn gì để nói nữa? Ta khuyên huynh đừng tơ tưởng Giang Gia Nguyên nữa. Cho dù tự hận có chết, cô ta cũng đem theo con của hắn thủ tiết cả đời. Cô nói cái gì?
Tự Hận chết rồi à? Quynh chưa biết nữa sao? Ta còn tưởng Quynh biết từ lâu rồi chứ. Không thể nào. Khoảng thời gian trước cha cô còn tới Quảng Châu để tìm Tự Hận, sao hắn có thể chết được? Cái gì? Cha ta tới Quảng Châu để tìm Tự Hận? Đúng là tức cười. Không có chuyện đó đâu. Cô nói ta biết đi, tại sao Tự Hận lại chết vậy? Sau khi Tự Hận tới Vân Nam, bị Giang Gia Nguyên khắc chết, cho nên không thể có chuyện hắn tới Quảng Châu. Vương đại ca, huynh đừng trách ta là người nhiều chuyện. Giang Gia Nguyên vốn dĩ là một ngôi sao chổi, chỉ cần ai tiếp cận cô ta, nếu không bị khắc chết thì cũng gặp xui xẻo. Huynh tự lo liệu đi. Tại sao phường thiêu của các người có nhiều quy định quá vậy? Một hồi thì cùng tân nương thiêu qua, một hồi thì cùng tân nương đi săn. Nếu như người đã hứa với cô là sẽ giúp ta, thì đóng kịch phải đóng tròn vai. Đi săn với ta thì sao? Bộ người yếu ớt vậy hả? Cũng được, ra ngoài cho khoai khỏa. Mau lên, theo ta đi. Cô là trời, ta là đất, mặt đất làm sao dám đi trước bầu trời chứ. Ê, nè. Ngươi làm gì vậy? Vợ chồng chúng đang ân ái, tại sao cô lại chia rẽ chứ? Lòng dạ đàn bà, ta bắn chết hai con để tụi nó được chết bên nhau, ta đâu có chia rẽ tụi nó. Hả? Đòi bắn chết hai con? Ta chưa từng gặp cô nương nào độc ác tàn nhẫn như cô đó. Vậy có bao nhiêu cô nương có được địa vị cao quý thống lĩnh quần hùng như ta, ta cũng giống đàn ông, thì sao họ bái phục ta được? Nè, ngươi cười cái gì? Hey, ta cười cô là một cô nương, lại không biết dùng vũ khí lớn nhất của một cô nương, mà cứ bắt chước giống như đàn ông làm gì? Nè, vũ khí lớn nhất của một cô nương là cái gì? Dịu dàng. Lấy nhu chế cương, lấy nhược chế cường. Ê, vậy cô có từng nghe câu chuyện về gió và mặt trời chưa? Có một lần, gió đòi thi với mặt trời. Nó nói nó mạnh hơn mặt trời. Nó kể ra rất là nhiều điều, xém chút nữa vạn vật đều tôn nó làm thần. Mặt trời chỉ cười một cái. Nó chỉ một người ở dưới đất. Nó nói với gió rằng coi thử ai sẽ khiến người đó cởi quần áo ra trước, thì người đó là mạnh nhất. Gió đã đồng ý. Gió cứ liên tục thổi, thổi tới mức người kia bay luôn. Ê, nhưng mà lạ ở một chỗ, người đó lại càng siết chặt quần áo của mình. Cuối cùng gió bỏ cuộc, thì tới lượt mặt trời. Ê, cô đoán kết quả như thế nào? Còn cần phải hỏi hả? Mặt trời lên càng cao thì tự nhiên hắn sẽ cởi quần áo thôi. Coi như cô cũng thông minh. Bây giờ cô chính là gió. Cô thổi người ta tới ngã trái ngã phải, nhưng không có ai thật sự bái phục cô. Chỉ có mặt trời. Lấy nhu chế cương, lấy đức phục người. Có vậy người khác mới thật lòng bái phục cô. Cô mới là một thủ lĩnh tốt. Gió cái gì, mặt trời cái gì, đều là trò lừa gạt trẻ con. Đứng yên. Không ngờ cô cũng có lúc dịu dàng ha. Đó, cô phải như vậy nè, phải tốt với chồng, tốt với con. Nếu như cô chịu nghe lời của ta, thì cô sẽ quản lý được người trong tộc và tìm được chồng tốt. Ai dịu dàng? Ta sợ ngươi làm hư hình thư trên áo á. Có con mồi. Nè, thank you.
Phượng. Lão gia, ta có nấu cháo thịt bằm trứng gà mà ông thích ăn nè. Ý, lão gia. Lão gia. Ý, lão gia. Sao lại không thấy ổng đâu hết? Lão gia, chia nhau đi tìm đi. Lão gia. Chi tiêu hàng ngày, tiền lương của Giang Phúc, tiền lương của Nhũ Nương, những khoản chi phí khác. Trời mưa lớn quá, không biết cô và Giang Phúc đang làm việc ở đâu. Sao còn chưa về?